Ê, cái này cái đồ phơi cà phê đúng không? À, trải cái này ra. Quét không? Khỏi quét hả? Có mền không? Em nghĩ gió cái này đó. Gió thì đất dưới đây nè. Rồi, thả xuống đất. Rít ra phụ anh, rít đây. Sao em dậy sớm vậy? Em muốn đánh thức mọi người. Mất mấy tiếng của em. Anh ấy quá, đâu ra ông đi ra ngoài ngủ tôi không biết nữa thôi. Ủa sao Lắm đi ra ngoài vậy trời? Anh Giang ơi, em không ngờ anh ngáy vậy luôn đó. Sao dễ sợ. Em đi ra ngoài anh còn nói gì ồn vậy? Rít con ngồi dậy bờ, ngồi dậy nhìn qua anh nữa mà. Thì đúng rồi, thì anh có ngáy thì em mới đi đó. Ở đâu ra? Ai ra sớm được lời thế à? Hiếu ngủ ngon không Hiếu? Ai ra sớm được lời thế à? Rồi mình trước rồi anh. Khởi động sáng sớm nay đơn giản thôi, có tên là gọi tên tôi đi. Qua là các anh em đã phát bản tên cho ekip đúng không ạ? Trần Long Hải. Anh Thư à. Quên nha. Ở trong này là sẽ là những bản tên của các anh đã phát. Mỗi người sẽ lấy một bản tên, bốc trúng ai thì đi kiếm người đó. Nếu như là phát đúng cả đội thì chúng ta sẽ được ăn sáng ngon. Còn nếu như là đội mình có ai đó phát không đúng thì là chúng ta sẽ chịu trận. Dạ em xin mời các anh em. Chào những người này thiện lành. Cái tên quen quen còn có thể, cái tên là hơn lắm em, hơn lắm anh em. Buổi sáng anh sẽ bay gì? Em hơn nhưng mà những người còn lại xui. Phải trùng khớp hết 6 người. Đầu xui đuôi lọt. Ngọc Hà biên tập ạ. Trời ơi. Chú Tướng ơi, chú Tướng có thể trả lời cho con biết gì câu chuyện đó không chú Tướng? Con là Hà nè chú ơi, con là Hà nè. Bé bể màu đúng không ta? Bé bể màu, bé mệt mỏi. Nguyễn Minh Hiếu.
Giáp Văn Út, Nguyễn Nhật Trường. Dạ, Nguyễn Cao Nhân. Cao Nhân ở đâu làm ơn lộ diện? Ê, Cao Nhân tôi biết nha, hôm qua tôi cầm Cao Nhân, Cao Nhân của ánh sáng âm thanh. Hay quá anh sáng. Hay quá anh. Trần Văn Lâm. Cười quá vậy. Các anh em đã sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta sẽ có 5 phút để tìm đúng người. Bắt đầu. Kìa. Đó. Sao lại mới thấy rồi. Anh ơi, bé nó dậy quá. Đáng ra con bé nó diễn là đừng núp lại biết rồi. Đi ra đây. Bằng trang phục gì vậy? Hả? Vui lòng cho sức mạnh nhân dân à? Quay bình thường đi, Nguyễn Minh Hiếu. Trần Văn Lâm. Cao Nhân ở phương nào? Anh Út đâu? Chả giờ kêu bún lần anh có mình ảnh liếc mắt à? Út đây. Bạc. Đây, em lượm được ông Út rồi. Giáp Văn Út của mình nè. Tên gì em tên gì? Thành Hiếu. Lâm đâu Út? Trời ơi, không biết ổng là ai luôn á. Chỉ có Lê Dương của Lâm thôi. Còn cái ông Lâm đó tôi không biết. Alo, alo. Cao Nhân ơi, không nói với mà có thể chỉ được mà. Em mà là Cao Nhân hả? Em mà lắc đầu anh dạy em suốt đời. Cao Nhân nè, tên gì nè, ở lộn mà mặt sao nè? Sao anh bốc ai vậy? Bốc mà Cao Nhân. Phải đòn mình không? Không biết có trong đoàn không? Âm thanh đúng không? Âm thanh. Nhúng nước đi anh. Nhúng nước cái bộ này nè, chạy ra. Thôi đi ra, ra ăn sáng cái rồi vô chơi tiếp nè. Có 5 phút quá à. Vậy hả? Cao Nhân, anh đã được thấy rồi. Bây giờ chơi lụi luôn. Cao Nhân, tôi đã bắt được Cao Nhân trong khi đang làm nhiệm vụ. Anh Trường đâu à? Anh tên là Nguyễn Nhật Trường vậy à? Chị ơi, anh Trường là anh nào? Em biết anh quay phim anh Trường không? Gì? Biết anh làm Trường á? Anh Trường ơi! Anh Trường sẽ cầm một cái máy quay phim đúng không ạ? Anh có một dấu hiệu nào không? Hiếu ơi! Hiếu ơi! Hiếu! Hiếu ơi! Hiếu ơi! Hiếu! Anh vô nè! Hiếu! Anh vô nè! Anh vô nè! À. Trời ơi! Còn anh Giang đâu? Anh Giang về chưa? Còn anh Giang nữa. Hiếu ơi! Hiếu ơi! Mày phải à? Mình còn 22 giây ạ. À. Tôi không biết ạ. Lâm à. Lâm ơi, có bao nhiêu? Cho chiếc xe đi. Lâm ơi. Cho chiếc xe đi. Lâm ơi.
Trời ơi, con nó đến với em, con nó đến với em, dáng xinh thật đẹp, xin đã đến bên đời, cảm ơn chị Mía, chị Mía. Trời, thương em anh Giang. Em đang kiếm thằng Lâm. Mấy người nghe nói chuyện đúng không? Đúng rồi, bà Mía, bà nói Lâm quay lại, Mía nó hại chương trình hả? Mía nó hại chương trình. Bây giờ mình sẽ kiểm tra coi là những người các bạn đưa lên có đúng không ha. Đầu tiên Ngô Quyến Huy, Nguyễn Phương Ngọc Hà, có phải là cô hay không? Dạ phải. Giọng quá hay lắm. Anh Giáp Văn Út quay phim, có phải là anh không? Nguyễn Công Nhân, có phải là em không? Làm gì anh biết đi. Wow. Đúng rồi, thật sự. Nếu em có phải là Trần Văn Lâm, em hãy đánh vào 3 cái, còn không phải đánh vào mặt anh một cái. Bán mặt à? Đúng rồi. Bây giờ tên của anh có phải là Nguyễn Nhật Trường trong một phần quay phim không ạ? Không ạ. Cho hỏi Nguyễn Nhật Trường có mặt ở đây không ạ? Xin mời bạn xuất hiện. Trời ơi. Ủa, trời ơi. Đi làm lấy tên cũ dền chi vậy? Ai mượn? Cái tên Nhật Trường ba má đặt quá đẹp đi. Trời ơi, biết anh tên cũ dền không à? Má trời, thiệt á. Nguyễn Minh Hiếu đây. Tôi không biết bạn này. Xin mời bạn Nguyễn Minh Hiếu xuất hiện. Em vô đây. Tại sao em trong đồ mà mặt mày em nhợt nhạt vậy? Ý con bé này dẫn anh đi toilet đúng không? Đúng rồi. Hãy lấy nước uống cho mình nè. Trời ơi. Nè, đeo vô. Các bạn tìm được 4 trên 6 người. Như vậy là buổi sáng hôm nay các nghệ sĩ của chúng ta sẽ không được ăn sáng. Phần ăn sáng đó sẽ chuyển lại cho nhân sự các bạn đã tìm. Được luôn, chấp nhận. Vỗ tay. Bây giờ các bạn có thể vệ sinh cá nhân và quay trở lại rồi.